Tin nóng trong ngày, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 2 ca tử vong mới, trong đó có một nữ dược sĩ đã tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19. Ngày hôm qua 30 tháng 6, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca tử vong mới, trong đó có một nữ dược sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19 và một bệnh nhân COVID-19 có tiền sử lao phổi. Với nữ nhân viên làm ở khoa dược của Bệnh viện Chợ Rẫy, cô tên là L, 39 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tử vong vào tối ngày 25 tháng 6. Trước đó, 15 giờ ngày 25 tháng 6, nữ nhân viên được cho là đã tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ hai. Sau khi tiêm, người này theo dõi sức khỏe bình thường. Đến 16 giờ 30 phút, chị về nhà. Tại nhà thì chị cùng chơi với hai con, sức khỏe bình thường. Khoảng 20 giờ, sau khi ăn cơm xong thì thấy mệt nên chị L đã đi nghỉ sớm. Sau đó, người nhà hỏi thăm, không thấy chị L trả lời. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện chị đã bất động. Nữ dược sĩ được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 21 giờ 37 phút. Nhưng các bác sĩ đã xác định chị L đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Được biết, chị L không có bệnh nền, được khám sàng lọc trước khi tiêm mũi thứ hai. Sau khi tiêm thì người này bình thường, không có triệu chứng khác thường. Sau khi khám nghiệm tử thi, vào khoảng 14 giờ ngày 16 tháng 6, cơ quan chức năng cho biết hai phổi của nữ sĩ đã bị phù. Sau khi khám nghiệm tử thi vào khoảng 14 giờ ngày 26 tháng 6, cơ quan chức năng cho biết hai phổi của nữ dược sĩ này đã bị phù, có nhiều dịch bọt trong đường thở. Kết luận nguyên nhân tử vong là do phù phổi cấp, không phải là do vaccine như thông tin đã lan truyền. Cũng trong tối ngày 30 tháng 6, Bộ Y tế thông báo ca tử vong số 81 liên quan đến dịch COVID-19. Bệnh nhân này là nam 61 tuổi, sống tại phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử lao phổi, đã điều trị 7 năm. Trước ngày 20 tháng 6, bệnh nhân xuất hiện ho nhiều và khó thở. Vào ngày 20 tháng 6, bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2 và cho ra kết quả dương tính, điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng khó thở với chẩn đoán viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng máy thở oxy, kháng sinh, kháng đông, kháng viêm, vận mạch. Nhưng do cao tuổi, tiền sử mắc lao, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân này đã tử vong vào ngày 26 tháng 6. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những điểm tin tiếp theo.